Xin giới thiệu với các bạn nhóm B36 là ngày hôm nay chúng tôi nhóm chúng tôi đã rất là cực lực để tập nhảy, và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được trải qua ít phút để tập, cho nên là nếu mà có cái gì không hay thì các bạn vẫn cổ vũ tinh thần nha. Cái này là bài 2. Cuộc đời dài ngắn, làm những gì ta thích, làm những gì ta vui. Nhìn nào bạn nhảy sao em quên đâu động tác của mình rồi. Ôi, ôi, go, go. Bạn tăng nhiều quá vậy. Chuẩn bị chạy. Chúc mừng cho các bạn, bạn Khoa ngày hôm nay. Bạn ấy hồi nãy tập bạn tuột quý áp xém xỉu. Đó, đây là một nỗ lực rất là nhiều của bạn Khoa. Sắp xỉu tí rồi. Rồi, ok. Mời đội tiếp theo. Và sau khi xem đội bạn nhảy, đội tôi đã quên hết. Quên hết luôn rồi. Lý do vì sao là bởi vì càng động tác mới không? Rồi, bây giờ cũng phải lên thôi. Lên đi. Qua đây. Phần trình diễn của nhóm nhạc B52 xin phép bắt đầu. Đẹp đúng không con? Nhưng mà công tâm mà nói, đội nào nỗ lực nhiều hơn? Nè, các ban giám khảo ở đây cũng đã đều xem qua phần trình diễn của hai đội rồi. Và như các bạn cũng thấy ở đây có 9 bạn thành viên của nhóm B36 sẽ là người đánh giá xem đội nào là đội tốt hơn, vui hơn, thú vị hơn. Đó, thì phần đánh giá sẽ thuộc về các bạn. Rồi. Con thấy đội của chú Bảo Quân thì thuộc bài Anh đi đường chú nghe dạ không muốn đâu. 30 rồi đấy. Dạ là hơi bị ngắn quá, lúc sau cần cho nó kiểu sinh như động là phiêu. Sinh động phiêu. Còn đội của chú Khoa thì con thấy rất là dễ thương, nhảy rất là phá cách, sinh động. Mang cái cảm xúc vô bọn con. Cái từ hay quá. Khi mà con coi phần trình diễn của hai đội thì đối với đội của cô Sĩ Thanh
con chưa thấy sự hứng thú khi mà xem phần trình diễn của các cô chú. Còn về đội bên này thì mặc dù là khi mà con xem phần trình diễn của bên này thì con cảm thấy sung hơn, mặc dù là chưa thuộc bài lắm. Tụi mình thích bài này quá. Cái bài con nhận xét chưa bao giờ tuyệt vời hơn. Dạ, đối với đội của cô Sĩ Thanh thì chắc hẳn ai cũng thấy là đội của cô rất là nhảy, rất là đẹp. Còn đội của chú Bazo thì đem lại tiếng cười và đem lại niềm vui và cảm xúc. Con là cái người mà mới vào cũng không phải là trực tiếp dạy cho hay chỉ dạy cho một trong hai nhóm. Khi con nhìn thấy hai nhóm nhảy thì con thấy đội của cô Tường nhảy có thuộc bài. Và còn bên của đội của anh Mạc Văn Khoa thì dạ là đội của anh Bảo Kun thuộc bài, nhưng mà có ít cái sự phá cách hơn đội của anh. Sẹt như vậy mà không phá cách là sẹt là quá cách luôn còn gì nữa, đúng không? Sẹt là cách rồi. Có hy sinh về nghệ thuật rất là cao cả, quá phá cách luôn. Chỉ nói ít hơn thôi chứ không nói là à bên này phá nhiều hơn phải không? Bên đây là phá cách, tụi bên kia là phá phách. Bên đội của chú Mạc Văn Khoa thì thỉnh thoảng thì có không thuộc bài, nhưng mà ở đội của chú Mạc Văn Khoa có một điểm cộng, đó chính là thuộc lời của bài. Con thích nhất là phần của cô Tường soạt chân khúc cuối và sự sexy của chị Sĩ Thanh, và con thấy rất là vui và phá cách ạ. Vì khi mà ngước mặt lên thì anh Bảo Quân vuốt tóc và nhìn rất là ngầu ạ. Rất là thu hút. Ông vuốt cái này đâu phải vuốt tóc đâu, vuốt cái này. Em thấy là đội của chú Khoa là rất là sáng tạo, rất là sinh động và nói chung là rất là hài hước, và khi mà em xem thì không thể ngừng cười được. Em nhận xét của đội của chú Khoa là mang một cái tố chất nó rất vui nhộn, nó sinh động, thế là hài. Giải trí. Đội của anh Bảo Quân thì em cảm thấy là rất là thuộc bài, ngầu Quân, với cả là có sự sáng tạo phát cách trong bài hát. Cảm ơn các con. Cảm ơn các bạn. Bây giờ tới phần mình chọn. Chính vì ban giám khảo ngày hôm nay hãy bỏ phiếu đầu tiên là cho đội của Bảo Quân. Có 9 người và 6 người yêu thích đội của Bảo Quân. Đồng nghĩa là có 3 người còn lại là yêu thích đội của mang tính giải trí Mạc Văn Khoa, đúng không? Cô tưởng đâu tụi con sẽ đi biểu diễn với phong cách giải trí như lúc nãy chứ. Và tụi con cũng đã bắt đầu biết chơi game rồi đó. Tụi con bình chọn một kiểu nhưng mà tụi con đưa tay một kiểu. Tụi con đã diễn tâm lý ngược. Về bộ môn tâm lý là tụi con đã đạt điểm 10. Nếu mà như vậy thì đồng nghĩa đội của Bảo Quân là đội giành chiến thắng trong vòng thi này, thì giành được 2 điểm. Thôi, cảm ơn tụi con. Bây giờ chị thay mặt cho chương trình Biệt đội 6 tặng em một cái huân chương. Bởi vì em đã là một người chiến thắng và em được quyền quay lại tham gia Biệt đội 6 bất cứ lúc nào em muốn. Và bây giờ trước khi là ta lên lật để mà lấy tiền đó, em thì tới không được tặng gì. Không được thì em không được vì thua. Thua thì được cút chứ. Không cút gì cả. Thôi được rồi. Bây giờ em hãy chọn trong 4 bạn này một đội trưởng cho cái tập của tuần kế tiếp. Đội trưởng của tập kế tiếp, em xin chọn chị Lan Trinh. Ui, tại sao? Em nhìn anh mà em chọn chị Lan Trinh là sao? Hả? Tại vì anh thì em dành cho phần điệp viên rồi thì chị... Đúng rồi, vòng này làm điệp viên rồi.